Nga Lan thân ái kính chào quý khán giả của Hùng Việt TV. Thưa quý vị, như lời đã hứa, chúng tôi nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh và Nhã Lan trong chương trình Tản mạn văn học hôm nay lại xin trân trọng kính mời quý vị hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu chi tiết hơn về chân dung tác giả và tác phẩm nhà văn Nhật Tuấn. Nga Lan thân ái chào anh Trinh. Thân ái chào Nhã Lan và kính chào quý khán thính giả của đài Hùng Việt TV và Little Sài Gòn Radio. Thì thưa quý vị, kỳ trước chúng tôi đã đề cập đến tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Nhật Tuấn là Đi về nơi hoang dã. Thì bây giờ chúng tôi sẽ đề cập đến một cái tác phẩm thứ hai, là cái tác phẩm này là cái bài giải mã chân tướng của nhà văn từ xuất phát từ những câu thơ trong cái cuốn sách Chân dung nhà văn của nhà thơ Xuân Sách. Thì cái cuốn Chân dung nhà văn là viết về 100 khuôn mặt văn chương của văn học trong nước trước năm 1975 và văn chương ở trong nước sau này, với cái sự khắc họa các từ tác phẩm và từ chính những biến cố cuộc đời họ. Những cái câu thơ này đó thì không nêu tên tác giả. Nhà văn Nhật Tuấn đã đọc những câu thơ của Xuân Sách và từ những cái phác họa bằng thơ của Xuân Sách để đi vào những cái bài viết nêu đích danh và tiết lộ thêm những chi tiết khá thú vị về những khuôn mặt văn chương ấy. Thế anh Trinh, anh có thể cho quý khán thính giả biết chi tiết hơn về tác giả Xuân Sách và chân dung nhà văn ạ? Vâng, nhà thơ Xuân Sách thì là đã nổi tiếng về cái cuốn Chân dung nhà văn. Ông thì sinh năm 1932 và đã mất năm 2008. Thì ông có một thời kỳ làm biên tập viên của báo tạp chí Văn nghệ Quân đội, rồi có lúc làm phó giám đốc nhà xuất bản Hà Nội và sau cùng là chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo lời nhận xét thì Xuân Sách đạt thành tựu trong cả văn xuôi và thơ trữ tình, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là tập thơ Chân dung nhà văn. Thì cái Chân dung nhà văn gồm 99 ký họa nhà văn và cũng là một bài tự họa lột tả thần thái của nhiều trong số những tác giả quan trọng của nền văn học Việt Nam trước 1975 ở miền Bắc và sau 1975 ở trong nước. Cái tập thơ này in xong thì cả nhà xuất bản và cả tác giả không ngờ được cái phản ứng dữ dội của những người được đề cập đến. Với những nhà văn lớn có bản lĩnh họ im lặng chịu đựng, nhưng những nhà văn mà thuộc cỡ tầm bình thường thì lồng lộn, gay gắt, đòi Bộ Văn hóa kiểm điểm tác giả và thu hồi tác phẩm. Như vậy thưa anh Trinh, có những nhận xét gì về tập thơ Chân dung tác giả này ạ? Có rất là nhiều cái nhận định. Thí dụ như nhà văn Thanh Thảo kể lại thì tập thơ Chân dung nhà văn được hâm mộ tới mức ngay trong thời bao cấp khó khăn mà người ta đã truyền tay nhau những bản photo copy để vừa đọc vừa tủm tỉm hay vỗ đùi đen đét trước những nét vẽ tài hoa. Đúng là Xuân Sách là người rất hóm hỉnh và rất sắc sảo, nhưng với riêng tôi, tức là nhà văn Thanh Thảo á, thì tôi lại nhớ về ông như một nhà thơ đàn anh đôn hậu, một biên tập viên thơ đầy trách nhiệm với những cây bút trẻ. Có một cái nhận định khác là nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cũng nhận xét là tính tự trào của thơ Xuân Sách đặc biệt bộc lộ qua tập Chân dung nhà văn. Ông đã nắm bắt được tính cách của các nhà văn rất sắc sảo và tinh tế. Cái dòng thơ Chân dung nhà văn có lẽ sẽ không phát triển nhiều. Một người khác làm cả một tập thơ tiếp tục Xuân Sách hay có thể nổi danh hơn Xuân Sách, nhưng bây giờ thì chưa có. Thưa anh, nhà thơ Xuân Sách đã nói về tập thơ Chân dung nhà văn của mình trước đây khi còn là lính ở địa phương. Cái xã hội nhà văn đối với tôi đầy thiêng liêng và bí ẩn. Đây là những con người dị biệt, rất đáng ngưỡng mộ, rất đáng yêu mến. Dường như họ là một siêu tầng lớp trong xã hội. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi lời nói của họ có thể trở thành giai thoại và ngay cả tật xấu nữa. Dường như cũng đứng ngoài vòng nhận xét thông thường. Tóm lại, đó là thế giới đầy sức hấp dẫn đối với người say mê văn học và tập tễnh nuôi mộng viết văn như tôi. Khi tôi được về Hà Nội vào cơ quan văn nghệ, thì dù là ở quân đội,
Hoàn cảnh nước ta lúc đó thì quân đội có vị trí đặc biệt trong xã hội, kể cả lĩnh vực văn chương. Tôi bắt đầu đi vào cái thế giới mà trước kia tôi từng mơ ước. Điều tôi nhận ra là ngoài cái phần tôi hiểu trước đây đó, thì thế giới nhà văn còn có những chuyện khác. Đó là cái mặt đời thường, cái mặt rất chúng sinh. Và chúng cũng góp phần quan trọng làm nên các tác phẩm và tính cách nhà văn. Khi tôi đã tìm hiểu được những ứng xử, những tính cách của những nhà văn, ngoài những tác phẩm mà tôi thường ngưỡng mộ, tôi còn băn khoăn tự hỏi, sao thế nhỉ? Với cái bề dày tác phẩm như thế, với vị trí trong xã hội như thế, trong lòng người đọc như thế, sao lại họ lại còn ham muốn những thứ phù phiếm đến như thế? Một chức vụ, một quyền lực, một chuyến đi nước ngoài mà đã ham muốn thì phải mưu mẹo, phải dối trá và nhất là phải sợ hãi. Vì vậy chân dung của họ không thể bỏ qua. Hơn nữa, nếu vẽ được chính xác những chân dung đó thì bộ mặt xã hội, thời đại mà họ đang sống cũng qua đó mà hiện rõ lên. Từ cái tác phẩm của nhà thơ Xuân Sách thì nhà văn Nhật Tuấn đã viết về chân dung nhà văn mà ông gọi là chân tướng nhà văn. Thì ông đã viết, nhà văn Nhật Tuấn đã viết là chính với cảm hứng chủ đạo có phần thất vọng về phẩm chất của nhà văn. Thì tuy ông Xuân Sách gọi là viết chân dung nhưng thực ra ông đã vạch những chân tướng nhà văn vậy. Đọc Xuân Sách thì trước tiên ta cảm phục sự dũng cảm của ông. Văn học Việt Nam và những năm trời đất nổi cơn gió bụi, những năm thập kỷ 1970 thì xã hội còn chìm đắm trong nền kinh tế bao cấp, văn hóa văn nghệ bị quản lý đến nghẹt thở. Vậy mà nhà thơ Xuân Sách cả gan vạch trần chân tướng của tất cả những văn thi sĩ đang cúc cung tận tụy hiến dâng tài năng và tâm huyết cho Đảng, cho chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. Cái đầu sổ bị vạch ra là nhà thơ Tố Hữu, chủ soái của văn học nghệ thuật của Đảng, thì ông Xuân Sách cũng không sợ, vẫn xỏ xiên bằng những câu thơ phác họa rất chính xác chân tướng của ông quan to nhà thơ này. Rồi thí dụ với những nhà văn như nhà thơ Chế Lan Viên, thi sĩ nghĩ trong những điều Đảng nghĩ, Xuân Sách thẳng tay ra đòn không e ngại. Rồi đến một nhà văn gọi là quan văn nghệ là nhà văn phê bình Hoài Thanh, thì nổi tiếng với cuộc tranh luận vị nghệ thuật vị nhân sinh, thì từ sau cách mạng chỉ còn là một anh hề đồng ca ngợi cấp trên, nên Xuân Sách hạ bút rất độc trong chân dung nhà văn. Rồi nhà văn Nguyễn Tuân trước cách mạng nổi đình đám với vang bóng một thời, nhưng từ sau cách mạng ông đã tự tước bỏ gai góc xù xì để trở thành một nhà văn chỉ ngợi ca chế độ. Rồi nhà thơ Lưu Trọng Lư, con nai vàng, đã vờ ngơ ngác để leo lên tới chức vụ vụ trưởng vụ văn nghệ. Rồi nhà thơ Huy Quận ngày xưa với lửa thiêng, từ sau khi đi theo cách mạng ông cũng đã nói dối, tại bởi vì ông cũng mang ra những cái thiên đường mà thiên đường giả. Và có một người nói rằng là ông Nhật Tuấn thì ông lại còn viết thẳng với hơn cả nhà thơ Xuân Sách, tại vì bốn câu thơ mà ông có thể viết cả hàng chục trang, hai chục trang và kể lại tất cả những cái tính xấu của những cái quan văn nghệ đó, không từ một ai hết, ông thẳng thắn. Và có nhiều người nói rằng là ông Nhật Tuấn là người cũng không có sợ gì cả, thì nhà ông viết gọi là theo ý của ông á, và có nhiều người rất là bất bình. Những thành ra bởi vậy á là người ta đã khó chịu vì cái tập thơ chân dung tác giả của Xuân Sách, nhưng mà tới khó chịu ông Nhật Tuấn lại gấp trăm lần hơn. Xuân Sách á, thì ông chỉ nói phớt thôi, còn đây ông Nhật Tuấn ông xé toang hết, ông không nể nang. Và có những cái điều mà thấy rằng là đối với nhà văn là rất là đau đớn, nhưng mà ông Nhật Tuấn ông vẫn không sợ. Dạ. Cái đó là rất là đặc biệt của ông Nhật Tuấn. Dạ. Chúng tôi muốn nhắc lại những kỷ niệm đó, và một trong những cái người mà thân cận và có nhiều, tôi nghĩ là có nhiều kỷ niệm với nhà văn Nhật Tuấn là Nhã Lan,
Thành ra là tôi muốn hỏi Nhã Lan về cái sinh hoạt của nhà văn Nhật Tuấn ở hải ngoại ra sao, và cách ông làm việc cũng như các ông đã có những kỷ niệm gì với những nhân viên, những người cộng tác viên ở trong những cơ quan truyền thông mà tôi mới kể hồi nãy. Dạ vâng, cảm ơn anh Trinh đã đặt câu hỏi đó với Nhã Lan. Và thưa quý vị, Nhã Lan được hân hạnh và rất là may mắn, là như một cái duyên. Thì vào cuối năm 2006, đầu năm 2007, thì lúc đó Nhã Lan làm sứ ngôn viên, nhưng lại làm ở ca tối, ca chiều. Thì Nhã Lan làm việc với cái team của ca tối đó là anh Đinh Quang Thái, Quỳnh Anh, Hương Thơ. Trong một cái buổi chiều thứ tư, Nhã Lan nhớ là vì mỗi tối thứ tư anh Cao Xuân Huy và cô Trúc Giang sẽ phải phụ trách và làm việc cho tới khuya cùng với anh Đinh Quang Thái để chuẩn bị cho tuần báo Việt Thai phải phát hành vào thứ sáu. Khi Nhã Lan ngồi ở ngoài phòng khách á, thì Nhã Lan thấy có một vị khách dáng đậm, săn chắc và nở nụ cười tươi. Thì Nhã Lan không biết là ai. Thì khi lúc đó đó, anh Đinh Quang Thái rời khỏi phòng on air và giới thiệu vị khách quý đó cho Nhã Lan. Và Nhã Lan đã được hân hạnh làm tour guide cho nhà văn Nhật Tuấn ở trong phòng Little Sài Gòn Radio. Và thưa quý vị, chân dung đời thường của nhà văn Nhật Tuấn là bộc trực, thẳng thắn, nhưng lúc nào ông nói chuyện ông cũng có nụ cười kế bên và những câu nói rất là dí dỏm. Và thưa quý vị, Thư Sài Gòn do nhà văn Cao Xuân Huy và Chu Ly đóng vai cô Phượng Ca Ve là hai nhân vật mà nhà văn Nhật Tuấn khi trở về trong nước thường thỉnh thoảng email cho Nhã Lan và cứ hỏi rằng là: Thư Sài Gòn, cô Phượng Ca Ve, ông đại tá hưu của nhà văn Nhật Tuấn như thế nào? Và khi quý vị xem trên Hồn Việt TV, quý vị sẽ thấy từng nhân vật nói lên từng những cá tính đời sống của dân chúng ở trong nước như thế nào. Và một kỷ niệm nữa mà Nhã Lan biết rằng nhà văn Nhật Tuấn chỉ là cộng tác viên, nhưng ông có một cái tinh thần trách nhiệm và ông luôn luôn lúc nào cũng xem những cái chương trình mà ông đóng góp cho Little Sài Gòn Radio, Hồn Việt TV và Việt Thai là những đứa con tinh thần của ông. Vì khi ông email hỏi thăm Nhã Lan đó, thì câu trước là sức khỏe. Tại vì thưa quý vị, trong quãng thời gian đó thì Nhã Lan hoàn toàn bị suy thận và đang chờ để mà được ghép thận. Thì câu hỏi thứ nhất là sức khỏe. Câu hỏi thứ hai sẽ là những bài viết mà ông đóng góp cho Little Sài Gòn Radio, tuần báo Việt Thai và Hồn Việt TV sau này, để minh chứng rằng nhà văn Nhật Tuấn luôn luôn có tinh thần trách nhiệm. Và những bài viết của ông cũng rất vui khi đã được những thành viên của Little Sài Gòn Radio và nhất là độc giả ở khắp nơi đón đọc. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết là nhà văn Nhật Tuấn lớn lên và ông cầm viết ở miền Bắc trong thời chiến tranh. Như vậy mà ông không để cho bóng ma chiến tranh ám ảnh. Ông luôn luôn có cái tâm khoan hòa, biểu lộ qua cái cách hành xử và văn phong của ông. Như quý vị đã từng đọc và từng theo dõi trên Little Sài Gòn Radio và Hồn Việt TV. Và thưa quý vị, cũng có một lần là nhà văn Nhật Tuấn kể cho Nhã Lan nghe về một cái bữa rượu huynh đệ giữa nhà văn Nhật Tuấn và nhà văn Cao Xuân Huy tháng 3 gãy súng. Và nhà văn Cao Xuân Huy cũng là một sĩ quan thuộc quân lục chiến trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì khi mà Nhã Lan nghe hỏi rằng là: ủa sao chú Nhật Tuấn với anh Cao Xuân Huy là hai người từng đã có thời ở hai chiến tuyến đối nghịch, như vậy thì cái tâm cảm của nhà văn Nhật Tuấn ra sao khi mà chén chú chén anh thủ tạc với nhau? Thì nhà văn Nhật Tuấn nói rằng là: chẳng có gì ngăn cách chúng tôi cả, vì cả hai chúng tôi đều từng đã là người lính nên thấm thía những mất mát của con người trong chiến tranh, và cả hai đều là những người cầm bút.
và có cái tâm thiện, luôn luôn chống cái ác và luôn luôn mong là xây dựng cái tâm thiện đó, nên cả hai chí lớn gặp nhau. Gặp nhau một cái là đã hài hòa ngay. Và thưa quý vị, đó là tình cảm và cái tương quan thân thiết giữa nhà văn Cao Xuân Huy tháng 3 gãy súng và nhà văn Nhật Tuấn đi về nơi hoang dã. Đó là những kỷ niệm trong của nhà văn Nhật Tuấn với những thành viên của Little Sài Gòn Radio. Và thưa quý vị, nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh và Nhã Lan cũng biết được cái tâm cảm của nhà văn Nhật Tuấn là vì ông theo dõi thường xuyên chương trình Tả Mạn Văn Học, và ông đã có những đóng góp cũng như là những nhận xét rất tích cực cho chúng tôi và giúp chúng tôi được cái nguồn cảm hứng để tiếp tục chương trình Tả Mạn Văn Học cho đến ngày nay. Và thưa anh Trinh, đó là kỷ niệm của nhà văn Nhật Tuấn đối với những thành viên trong Radio Sài Gòn Radio. Riêng anh thì anh có những cảm tưởng như thế nào khi hay tin nhà văn Nhật Tuấn qua đời? Thật tình thì tôi cũng gặp thì nhà văn Nhật Tuấn một hai lần thôi. Thành ra, nhưng mà những cái điều mà tôi đọc được ông từ cuốn tiểu thuyết Đi Về Nơi Hoang Dã, cũng như những cái bài phóng sự, cũng như những cái đoạn đối thoại ngắn đăng ở trên Viettel, ở trên Vietstream được diễn đọc, thì tôi rất là thích thú và được bị lôi cuốn vào trong những cái tình huống của một cái xã hội đang mà cái thời kỳ nó bị suy sụp. Và tôi nghĩ rằng là nhà văn Nhật Tuấn là một nhà văn có lòng nhân ái. Và cái lòng nhân ái đó là lại biểu lộ bằng một cái trực tính, nói thẳng thắn và không sợ đụng chạm, không sợ e ngại. Bằng chứng là trong cái Chân Tướng Nhà Văn thì ông đã lột trần tất cả những cái khuôn mặt mà của những quan văn nghệ có uy quyền, và có thể nếu mà hại đến ông thì cũng có nhiều cái cách để làm ông cho ông bị thiệt hại, nhưng mà ông không sợ, ông vẫn thẳng thắn. Và đó là một tính tôi nghĩ là rất là quý. Thì trước cái hung tin mà ông mất đó, thì tôi cũng thấy có sự bâng khuâng, tại vì thấy dần dần những cái nhà văn đã cứ dần lần lượt ra đi. Nhưng mà trong đó tôi vẫn có cái sự lạc quan rằng là đã có người ra đi nhưng cũng có người tiếp nối, và văn học của dân tộc Việt Nam vẫn lúc nào vẫn cứ vẫn tiếp tục, và trong cái chiều hướng gọi là được theo cái truyền thống của dân tộc. Dạ vâng. Đối với Nhã Lan là thành viên của Đài Little Sài Gòn Radio, tuần báo Việt Thai, Hồn Việt TV và giai phẩm Vietstream sau này, thì ngay cái buổi sáng ngày 6 tháng 10 á, Nhã Lan đang họp ở trong hãng. Nhã Lan bất ngờ nhận được cái text của một người bạn báo tin nhà văn Nhật Tuấn mất. Thì lúc đó rất là bàng hoàng và sững sờ vì không muốn tin đó là sự thật. Vì từ khi mà nhà văn Nhật Tuấn trở về nước năm 2008 thì thỉnh thoảng nhà văn Nhật Tuấn có liên lạc với Nhã Lan bằng email để biết xem những chương trình của Đài Little Sài Gòn Radio và những bài viết của tác giả Nhật Tuấn có được độc giả đón nhận như thế nào. Thì mới đây, chỉ trách khoảng 2-3 tháng thì Nhã Lan mới nhận được một cái email cùng với hình ảnh của nhà văn Nhật Tuấn, trông rất là khỏe mạnh, hồng hào, và ông vẫn là một nhà văn lãng du. Ông lái xe máy đi khắp nơi, khắp vùng đất nước, từ Bắc vào trong Nam, thăm quê, thăm cảnh, thăm sự tình, để ghi lại những bài viết thật là chân thật và những nhận xét về chính trị mà quý vị đã thấy trong Thư Sài Gòn và mỗi tuần trò chuyện với một người. Thì Nhã Lan hoàn toàn không tin đó là sự thật. Nhưng thưa quý vị, quả thật bây giờ sự thật là tác giả Đi Về Nơi Hoang Dã, nhà văn Nhật Tuấn đã thật sự vĩnh viễn ra đi. Và thưa quý vị, với một cái bản tính là lạc quan, cái tâm thiện,
xem tất cả mọi người và mọi việc ở trên đời đều nhẹ nhàng và thanh thản, và ông lúc nào cũng muốn ấp ủ, muốn phục hồi cái thiện xung quanh mình, muốn tất cả mọi người xung quanh đều sống như huynh đệ một nhà. Nhà văn Nhật Tuấn vẫn sẽ mãi mãi như thế khi ông bước vào cõi khác. Chúng tôi, Nhã Lan, là thành viên của Little Sài Gòn Radio, Hồn Việt TV, xin cùng với nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh xin được trân trọng thắp nén hương để tưởng nhớ đến ông. Và rất mong là quý khán thính giả vẫn còn nhớ đến nhà văn Nhật Tuấn, một nhà văn phóng khoáng, chí khí và luôn luôn yêu cái chân thiện mỹ. Nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh và Nhã Lan xin được kết thúc chương trình Tà Mạn Văn Học và xin kính hẹn quý khán thính giả vào chương trình Tà Mạn Văn Học kỳ tới. Theo một số nhà lý luận phê bình văn học bậc mét thì đây chỉ là cuốn truyện dài, không phải tiểu thuyết. Để tránh những tranh cãi không đáng có ngay từ dòng mở đầu bài viết, tôi đã xin phép nhà văn Nhật Tuấn gọi tác phẩm Đi Về Nơi Hoang Dã của anh là cuốn văn dài 268 trang, kể là dài, một cuốn văn dài đáng đọc, đáng tôn vinh. Với riêng tôi, đây là cuốn văn dài hay nhất, chuông khánh nhất, thức tỉnh nhất của văn đàn Việt Nam kể từ khi tôi biết đọc sách đến nay. Cái hay khởi ngay từ tựa đề sách. Tựa đề là chính là thông điệp sách, chính là thông điệp tác giả gửi đến người đọc. Một thông điệp đây đi đây lại, tan ẩn hư thực nghĩa, đọc một lần nhớ lâu, nghĩ mãi, nhớ nghĩ cho đến vỡ nghĩa đa chiều, rồi thấm mà nhận thức, mà ngộ ra thông điệp. Thực đúng lý của câu chuyện, tựa đề phải là Đi Về Nơi Thiên Đường. Nhà văn Nhật Tuấn cao tay đã không lộ mình và lộ văn như một số nhà văn viết và in sách thể tài này trước anh, như Xuân Vũ với Thiên Đường Treo hoặc Dương Thu Hương với Thiên Đường Mù. Anh gọi tên cuốn sách của mình là Đi Về Nơi Hoang Dã. Nơi hoang dã, theo cách gọi của Nhật Tuấn, lại chính là nơi thiên đường. Trong sách của đỉnh Hua Ca, hành trình lên đỉnh Hua Ca thiên đường là hành trình gồm 3 khúc thức, tỉnh thức. Nói cách khác, 268 trang sách miêu tả chuyện này chuyện khác, đọc ngắn đọc nhanh, cốt truyện cũng chỉ là 3 khúc thức, dẫn lại dưới đây. Khúc 1, kỳ vọng thiên đường. Phà ơi, nàng kêu lên, anh lên đỉnh núi Hua Ca, cao lắm, sát tầng mây kia đấy. Hua Ca có nghĩa là đầu quạ, nghe nói ở cái mỏ của nó phun ra một dòng nước. Nếu hai người cùng uống nước đó trong một cái chén thì không bao giờ quên được nhau. Thật không? Em nói thật không? Thật chứ, ông nội em kể lại cho bố, bố kể lại cho em. Nhưng phải thực bụng với nhau mới uống được. Người nào không thực bụng uống vào chết ngay. Tôi nói với nàng, nếu vậy nhất quyết tôi sẽ tìm bằng được lên đỉnh Hua Ca, lấy một chai nước chai tặng nàng, để mai kia uống chung với ai đó. Khúc 2, thất vọng thiên đường. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, nửa tin, nửa ngờ. Không lẽ tôi đã đi một vòng ngay trên đầu con quả đấy ư? Vậy còn cái mỏ của nó phun ra dòng nước thần đâu? Chẳng lẽ cái vùng đất huyền diệu nàng sao kể cho tôi nghe lại tầm thường, toàn sương mù gai góc, dạch đầy những vũng nước vàng ố và bẩn thỉu thế kia ư? Không thể như thế được, cái đỉnh Hua Ca thần thánh ấy chắc không phải nơi tôi đang đứng đây. Nó phải ở đâu đó cao tích từng mây kia chứ. Thôi nhé, vĩnh biệt chuyện đi tìm nước thần thoát ra từ miệng con quạ. Tôi không thể bắt chước thằng học giả, không thả mang thứ nước vàng đục kia và gọi nó là nước thần về cho nàng sao. Tôi bước nhanh ra khỏi vũng lầy đầy những bọ gậy và lá mục. Khúc 3, hy vọng thiên đường. Trong đêm cuối cùng trên đỉnh Hua Ca, chúng tôi đốt một đống lửa, ngồi quây quần như những ngày trước.
Không ai hé răng một lời, tất cả đều ngồi thẫn thờ trước ngọn lửa đang bốc cao, kéo những tàn đỏ đuổi nhau và mất hút trong bóng đêm. Mọi việc giữa bọn tôi rồi cũng qua đi như thế. Sáng mai sẽ xuống núi, sẽ nói với nàng sao rằng suối thần trên đỉnh Hô Ca chỉ có trong huyền thoại. Tuy nhiên không vì thế con người không thực bụng yêu nhau. Cốt truyện chỉ là vậy, thông điệp chỉ là vậy, chưa đầy một trang sách trong số 268 trang. Sự tuyệt vời của thông điệp ở chỗ đã đến được thiên đường, nhưng ngộ ra không phải là thiên đường, mà chỉ là nơi hoang dã. Tức là thiên đường chỉ là huyền thoại, là không có thực. Mà nếu có thì cũng đã đi lạc hướng thiên đường, phải đi lại từ đầu. Lỗi không phải bởi người đi, mà lỗi của hệ thống định hướng. Thôi nhé, vĩnh biệt chuyện đi tìm nước thần thoát ra từ miệng con quạ. Sáng mai sẽ xuống núi. Đó là một khẳng định, một sửa chữa, một đoạn tuyệt cái sai, cái lỗi. Không còn con đường nào khác, giải pháp nào khác. Và sẽ nói với nàng sao rằng suối thần trên đỉnh Hô Ca chỉ có trong huyền thoại. Tuy nhiên không vì thế con người không thực bụng yêu nhau. Nơi con người thực bụng yêu nhau, nơi ấy chính là thiên đường.